chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 8 tháng 8, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, Xiaomi vừa tuyên bố Redmi là một trong những thương hiệu đầu tiên trên thế giới được trang bị cảm biến máy ảnh ISO cell 64MP mới của Samsung. Theo Xiaomi thì sản phẩm Redmi nói trên sẽ cập đến thị trường Ấn Độ đầu tiên, và theo các nguồn tin cho biết đó có thể là chiếc Redmi Note 8. Máy ảnh do Samsung sản xuất sử dụng cảm biến kích thước khổng lồ 1:1.7 inch với kích thước điểm ảnh là 1.6 micromet. Khi kết hợp, điều này cho phép tái tạo màu sắc được cải thiện cũng như các tính năng 2 mode 3D HDR, hứa hẹn là giải độ cao hơn so với các cảm biến hiện tại. Nhưng không dừng lại ở đó, Xiaomi có thể là nhà sản xuất điện thoại đầu tiên sử dụng cảm biến 108MP của Samsung, cho phép chụp ảnh với độ phân giải 27MP khi kết hợp với 4 niêm ảnh thành 1. Theo chuyên gia dò dỉ nổi tiếng Ice Universe cho biết là bộ cảm biến sẽ được giới thiệu trên Xiaomi Mi Mix 4. Trước đó thì công ty hứa hẹn là Mi Mix 4 sẽ đi kèm với một cảm biến tốt hơn so với 64MP, và điều này đã cho thấy công ty thực hiện đúng lời hứa của mình. Các bạn thân mến, HMD Global đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại phổ thông mới tại thị trường Việt Nam mang tên là Nokia 105 2019. Và Nokia 105 mới sở hữu thời lượng pin dài giúp bạn có thể thỏa sức trò chuyện cả ngày dài chỉ bằng một lần sạc duy nhất. Máy nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, pin khỏe, hỗ trợ 2 SIM và có giá bán chỉ 359.000 đồng. Ngoại hình của Nokia 105 mới không khác nhiều so với phiên bản trước đó khi có thiết kế nhỏ gọn, được hoàn thiện với phần vỏ làm từ chất liệu nhựa polycarbonate độ bền cao, ít chì xước. Mẫu máy hướng tới nhu cầu sử dụng phổ thông với nhiều sự lựa chọn màu sắc phù hợp với những cá tính và sở thích khác nhau. Và Nokia 105 mới sở hữu màn hình QQ VGA 1.77 inch với độ phân giải là 160x120px. Đi kèm với đó là bàn phím với các phím bấm riêng giúp việc bấm số và nhắn tin dễ dàng. Ngoài ra thì máy cũng được tích hợp các tính năng quen thuộc như là FM, đèn pin LED. Để đảm bảo được người dùng luôn có những trải nghiệm thú vị thì Nokia 105 mới đi kèm với 6 lần thử hoặc là mua các trò chơi đã tải sẵn từ Game Lot như là Tetris, Sky Gift, Atrix hay là Nitro Racing và Ninja Up. Và Nokia 105 mới phiên bản 2 SIM sẽ có sẵn màu xanh, hồng và đen, chính thức bán lẻ vào ngày 8 tháng 8, tức là ngày hôm nay, với mức giá là 359 đồng. Theo số liệu vừa mới công bố của hãng phân tích thị trường Counterpoint Research, cuối tháng 7 năm 2019 thì Realme xuất hiện trong top 10 thương hiệu điện thoại di động thông minh hàng đầu thế giới. Thương hiệu Realme đã được đánh giá là một tân binh phát triển thần tốc bởi chỉ sau hơn một năm thành lập đã có thể góp mặt thành công trong top 10 này. Trong quý 2 năm 2019 thì Realme đã bán ra hơn 4,7 triệu chiếc máy trên toàn thế giới, tăng 84,8% so với cùng kỳ quý 2 năm 2018. Và smartphone của Realme được xem là smartphone của giới trẻ nhờ thiết kế nổi bật và hiệu năng tốt trong phân khúc. Tại Việt Nam thì tháng 6 vừa qua, Realme cũng đã vươn lên top 5 thương hiệu điện thoại có thị phần tốt nhất thị trường với 5,5% bên cạnh các tên tuổi lớn như Apple, Samsung và Oppo. Con số này cũng đánh dấu sự tăng trưởng 40% so với tháng trước, và thị trường cũng ghi dấu tỷ lệ sản phẩm dưới 3 triệu chiếm 23%, trong đó Realme cũng đóng góp tới hơn 15% phân khúc này với hai model sản phẩm thuộc dòng C là Realme C1 và Realme C2. Chiếc smartphone ra mắt tháng 4 vừa qua, Realme 3 32GB cũng có mặt trong top 10 smartphone bán chạy trong phân khúc 3 đến 5 triệu đồng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần luận cuối đuôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!